Một bài toán điển hình của hình học không gian lớp 11, xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, cùng thầy Sơn khám phá. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó với hình chiếu vuông góc của nó lên mặt phẳng. Ta có cách xác định như sau. Bước 1, xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng. Bước 2, hạ đường vuông góc từ điểm còn lại xuống mặt phẳng. Bước 3, nối từ chân đường vuông góc ta vừa hạ tới giao điểm. Khi đó, góc cần tìm là góc giữa đường thẳng và đường mà ta vừa nối. Ta thấy rằng các góc này đều nằm trong một tam giác vuông, nên ta thường sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính toán. Ta có bài toán minh họa như sau. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông tại B và SA vuông với mặt đáy. AB bằng A, BC bằng 2A, SA bằng A căn 3. Phần A, tính góc giữa cạnh SB và mặt phẳng ABC. Ta có giao điểm của SB và mặt phẳng ABC là điểm B, vậy điểm còn lại là điểm S. Từ S ta hạ đường vuông góc tới mặt phẳng ABC, đó chính là SA. Ta có SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Như vậy, góc cần tìm là góc SBA. Xét tam giác vuông SBA vuông tại A, ta có tan của góc B bằng đối trên kề bằng SA chia cho AB bằng A căn 3 chia cho A bằng căn 3. Như vậy, góc SBA bằng 60 độ. Phần B, tính góc giữa cạnh SC và mặt phẳng SAB. Ta thấy rằng điểm chung giữa SC và mặt phẳng SAB đó chính là điểm S. Như vậy, ta cần hạ đường vuông góc từ đỉnh còn lại đó là C xuống mặt phẳng SAB, đó chính là CB. Dễ dàng chứng minh rằng CB vuông góc với mặt phẳng SAB. Khi đó, góc giữa SC và mặt phẳng SAB là góc BSC. Ta xét tam giác SAB vuông tại A. Theo định lý Pythagore, ta có SB bình phương bằng SA bình phương cộng với AB bình phương. Dễ dàng tính được SB bằng 2A. Xét tam giác vuông SBC vuông tại B, ta có tan của góc S bằng BC chia cho BS bằng 2A chia cho A bằng 1. Vậy góc BSC bằng 45 độ.